đây là đường Sanho 21, đường trước mặt siêu to căn của mình đấy đó. Bây giờ sẽ vào trong nhà nhé, từ ngoài vào trong ấy ạ. Thì đây cầu thang ở giữa phòng khách, chỗ này có lẽ là phòng bếp. Cái vườn phía sau trên là thoáng, đây là nhìn từ phía sau nhà đấy ạ. Bây giờ mình sẽ lên tầng 2. Chủ đầu tư bàn giao thì có cầu thang, tuy nhiên căn này thì lại không có ô trợ thang máy. Ở đây gần như rất là hiếm căn có ô trợ thang máy. Thiết kế này thì thực sự là hơi tiếc một chút. À, nhà đầu tư mua xong thì có thể làm thang máy ở vị trí này. Đây, vị trí này khoan ra làm thang máy ở đây này. Ừ, làm thang máy ở đây mất rồi các bạn ạ. Đấy, tầng 2 nhìn ra thì đây khu vực bố trí một phòng ngủ hoặc là phòng khách tầng 2 thì tùy. Ban công view là rất đẹp. Quả dầm kết không? Quả dầm rất dày luôn. Đây là tầng 2 ạ. Hàng xóm kia đã có nhà ở rồi thì nó có điều hòa kìa. Tầng 3, đây tầng 3 nào. Tầng 3 là như tầng 2 thôi, không có gì khác cả. Thôi. Hôm vừa rồi mưa có ít nước ở đây. Xem tầng 5 nào. Tầng 5 thì thiết kế gì kia. Tầng 5 hai khối. Bên kia cũng mới ở rồi kìa. Khối đằng sau là sân phơi à. Họ không làm mái trần nhé, mà họ đổ mái thoải hai bên đấy. Sân đằng sau khá là to nhỉ. Ok, phải nói chân thành là các chủ tư sau này làm cao trên 4 tầng thì nên làm ô thừa thang máy nhá. Kiểu thiết kế này là hậu mất rồi. Bây giờ không có thang máy thì rất là khó bán. Đi lên đến nơi bước xuống quá là mệt.